Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phạm Quỳnh Anh nghẹn ngào thấy cảnh hai chị lớn thay mẹ chăm em bé nhỏ, có con gái thật tuyệt. Tối muộn ngày 21 tháng 9 trên trang cá nhân của mình, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ khoảnh khắc tình thương mến thương của ba cô công chúa nhà mình. Cô hài hước bảo bản thân đã rình mà thấy Tuệ An và Tuệ Lâm đã lén mẹ chăm em gái Joey và nhiều câu chuyện hài hước đã xảy ra. Nữ ca sĩ kể, mấy lần tôi rình chị ba, tôi thấy hay lôi em búp bê trọc lóc ra tắm rửa với cả vạch áo lên cho ti, nên là hôm nay đi học về tôi nhờ vào việc luôn. Tưởng là ngon rồi chứ, ai dè đút bình vào, bị em Joey phun ra sợ quá, bỏ của chạy lấy người. Chị hai ngày nào về cũng tiếu tích với em, giúp mẹ được bao nhiêu là việc. Từ ngày có em bé, thấy các chị lớn hẳn lên, chững chạc, hiểu chuyện, dành thời gian chơi với nhau, dạy nhau học mỗi khi mẹ bận em bé. Tự nhiên thấy thương nhiều ơi là nhiều, đến khi em Joey cứng cáp hơn một chút, chắc hẳn là tôi sẽ phải đưa các chị đi chơi bù. Cuộc đời tôi đúng là may mắn khi có các chị ngoan ngoãn như vậy, chẳng hề ganh tị, ngược lại còn rất thương em. Không biết là mấy hôm nay mẹ không cho xem TikTok nữa có buồn mẹ nhiều không nhở? Nhưng mà môi trường đấy thật là tiềm ẩn nhiều hiểm nguy các con ơi. Dù mẹ cũng có tài khoản TikTok nhưng mẹ chơi ngoan lắm, lâu lâu mới ngồi lên post một video lành mạnh kiểu giới thiệu bài hát mới, thế nên chẳng có ai like. Với cả mẹ không nghiện lướt xem mấy clip khác bao giờ. Thật là đi ngược với xu hướng thế giới đúng không? Đành đợi tới khi các con nhận thức rõ ràng hơn nhé. Nếu có dùng phải biết chọn lọc cơ. Phạm Quỳnh Anh còn đăng kèm hình ảnh hai con gái lớn nhiệt tình giúp mẹ chăm em nhỏ. Nhìn các con yêu thương và đùm bọc nhau khiến nữ ca sĩ mát lòng mát dạ. Tuy nhiên cô hiểu bản thân cần bù đắp cho hai chị lớn vì thời gian qua bản thân cũng quá bận chăm cục cưng nhỏ mà còn nhiều sơ suất. Qua lời lẽ và hành động cũng đủ cảm nhận được tình cảm của Tuệ Lâm và Tuệ An dành cho em gái mới chào đời của mình lớn đến nhường nào. Cả hai thường xuyên giúp mẹ chơi cùng bé cưng với tất cả sự yêu thương chiều chuộng. Ai có con gái sẽ hiểu được cảm giác hạnh phúc khó tả của người làm mẹ khi thấy các con thương em. Có con gái lúc nào cũng chu đáo và tình cảm yêu quá chừng luôn. Mừng sinh nhật ái nữ tròn 2 tuổi, Thu Thủy khoe loạt ảnh con gái hóa công chúa cực đáng yêu. Mới đây trên trang cá nhân, Thu Thủy đã đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật con gái của mình. Được biết hiện tại nhóc tì đã tròn 2 tuổi. Nhân dịp này, Thu Thủy đã sớm đầu tư và chuẩn bị cho con gái một bộ ảnh cực xịn và chất lượng. Nhóc tì khá giản dị, lanh lợi và năng động. Trong loạt ảnh, bé Lana được mẹ diện váy hồng trông vô cùng đáng yêu. Đồng thời nhóc tì còn rất tự tin trước ống kính và tạo nhiều kiểu dáng cực kỳ hài hước. Cô bé còn tạo nhiều kiểu dáng khó đỡ thế này, trên miệng nhóc tì lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn và đầy năng lượng. Nhân dịp ái nữ tròn 2 tuổi, Thu Thủy mong Lana sẽ luôn khỏe mạnh và luôn ngoan ngoãn. Con gái ơi, hôm nay sinh nhật con gái Lana bé bỏng của ba mẹ. Con gái được 2 tuổi rồi, chúc cho con gái của mẹ luôn luôn khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ và anh hai, bình an một đời và luôn luôn là cô công chúa đáng yêu và hài hước của gia đình mình con nhé. Thu Thủy mong con sẽ được khỏe mạnh trong hành trình sắp tới. Bé Lana là kết quả tình yêu của Thu Thủy và ông xã Kinh Nguyễn. Cô bé chào đời vào ngày 22 tháng 9. Thu Thủy từng tiết lộ Lana là cây hài của gia đình vì có nhiều biểu cảm khiến nhiều người phải cười mê mệt. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.